xong bộ phim Gái Già Lắm Chiêu Phần Năm, giống như là cái cảm xúc mà mình luôn luôn suy nghĩ về cặp đôi Bảo Nhân và Nam Sĩ Tô thì Ai Anh luôn làm cho mình cảm thấy tự hào và không bao giờ thất vọng được. Bởi vì mỗi một phần trôi qua thì hai anh đem đến rất là nhiều cảm xúc khác nhau, và đối với phần năm này thì thật sự là xuất sắc. Xuất sắc là tại vì sao? Tại vì mình được thấy cô Lê Khanh, cô Hồng Vân, bé Khady diễn chung với nhau mà tạo ra những cái trường đoạn mà phải nói là drama liên tục, và mình không thể nào mà mình có thể diễn tả được cái cảm xúc của mình, vừa nín thở vừa phải theo dõi liên tục những cái trường đoạn đó. Và đặc biệt hơn là ngày hôm nay mình thấy được mẹ của mình, đó là cô Lê Khanh, có được một bứt phá mới hơn nữa cho cái sự nghiệp diễn xuất. Thật sự đây là một nhân vật mà Ngọc phải nói là học hỏi rất là nhiều, và hy vọng mình cũng sẽ được trở thành như cô. Chúc mừng cho Gái Già Lắm Chiêu Phần Năm, chúc mừng cho tất cả diễn viên.